Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các chú chị đã quay trở lại với kênh Chuyện Đời Thường của em ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục một câu chuyện rúng động dư luận và gây gọi là ảnh hưởng tới sự đại đoàn kết của dân tộc nha mọi người. Thì đây là một cái câu chuyện mà một cái bài giảng của ông thầy Thích Nhuận Đức nói về những người mà gọi là Khmer hay là gọi là Campuchia đó cô chú anh chị. Mà thầy Thích Nhuận Đức là một người thầy nói giảng đạo giảng pháp nhưng mà dùng cái từ là gọi là miên đen để nói dành cho người Khmer và những cái bài giảng ngồi cười hô hố a há một cái cách gọi là miệt thị đó, với người mà Khmer đó cô chú anh chị. Thì đây là một cái bài giảng mà rất rất là nhiều gọi là sự bức xúc của cộng đồng mạng, nó gây ảnh hưởng rất là lớn đến khối đại đoàn kết của dân tộc. Thì cái bài giảng này em sẽ chia sẻ ngay và luôn cho mọi người nghe, thì mọi người nghe, lắng nghe và mọi người có ý kiến với em. Rồi, sau đây xin mời cô chú anh chị lắng nghe bài giảng của ông thầy Thích Nhuận Đức sau đây. Xin mời cô chú anh chị. Cà hoa cà hu vậy đó. Đến y y luôn quý vị ơi. Ngộ cái ghê á. Mới hôm kia, phái đoàn 50 người. Người gì? Miên đen. Campuchia đến. Mới bước vô gặp Nhuận Đức. Mantatrakonosaki. Cái gì vậy trời? Sao tự nhiên nói cái gì không nghe tới gì chứ. Nó xin chào thầy, chúc thầy mạnh khỏe. Nó chàng ơi chàng, tiến bước vô mắt rắc cô nay. Nói gì không nghe gì chứ. Thôi gặp tôi nói tiếng Việt đi, tôi không biết tiếng này đâu. Tiếng này là tiếng gì? Nó là tiếng Khmer. Khmer là gì? Miên đen hả? Không, Khmer. Khmer. Nó Khmer à, biết rồi. Nó thích Khmer chứ không thích tiếng miên đen. Thì cô chú anh chị cũng lắng nghe những cái lời mà những cái lời lẽ mà gọi là rất là xúc phạm, rất là miệt thị của ông thầy Thích Nhuận Đức này, mà mình không biết là giáo hội Phật giáo cấm giảng ông này với hình thức là cấm giảng với mọi hình thức là 2 năm, nhưng mà sao trên mạng vẫn còn những clip xuất hiện bài giảng của ông này rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Mà nghe nói là thầy Thích Nhuận Đức này là có những cái gọi là đính chính là không phải trang của thầy, thì ai đó để lấy cái những cái bài giảng của thầy để đăng lại. Thì thật sự nếu mà thật sự thầy Thích Nhuận Đức này mà muốn tháo gỡ hết thì rất là dễ dàng cô chú anh chị. Này là chỉ có là những người quen, những người thân cận với ông thầy Thích Nhuận Đức, đúng không mọi người, đó mới chia sẻ những cái bài như vậy. Và mình mong bên giáo hội Phật giáo cũng có gọi là biện pháp mạnh tay, răng mạnh tay đối với ông thầy Thích Nhuận Đức này, không để ổng gọi là khua môi múa mép và giảng những cái bài giảng nghe nó mất tình đoàn kết như vậy. Và nó có những cái bài giảng mà tục tiểu cực kỳ nó phản cảm. Thì vừa qua cô chú anh chị cũng đã nghe rất rất là nhiều những cái bài giảng đó rồi mọi người đó. Thì mình theo ý kiến cá nhân, quan điểm của mình đó, thì mong bên giáo hội Phật giáo là cấm ông này là giảng, cấm giảng vĩnh viễn luôn mọi người, chỉ cho ở chùa, nếu còn cần thiết nữa là đuổi ra khỏi chùa luôn. Còn nếu mà muốn ở chùa tu tập đó, thì cho ở chùa tu tập, không cho lên giảng, chứ đừng cấm 1 năm là quá nhẹ đó. Nhưng này mọi người thấy những cái bài giảng của ông thầy này không có đem lại lợi ích gì cho Phật tử hết, không có đem lợi ích gì cho cộng đồng hết, ngoài việc là chỉ là mượn đạo tạo đời để giảng những cái bài pháp giảng gọi là để thích là cúng dường thôi, chứ không được gì đó mọi người. Muốn moi tiền của ba tánh thôi chứ không làm được cái gì những cái bài giảng này. Thật sự như thầy bà gì mà lên giảng những cái bài pháp giảng rất là tục tiểu, rất là phản cảm. Vừa rồi cô chú anh chị nghe cái bài giảng đó, nó phân biệt là người Khmer là kêu bằng miên đen miên đỏ rồi đó, rất là gọi là phản cảm. Thực sự bức xúc của người dân cũng như là bức xúc cá nhân của em là rất là nhiều về cái ông thầy này rồi mọi người. Và sau đây đó cô chú anh chị, có một vị Phật tử đã lên tiếng nói về ông thầy này. Người này cũng là Phật tử của chùa và đã từng đi theo ông thầy Thích Nhuận Đức nghe giảng rất là nhiều bài pháp. Và cái chị này đã lên tiếng nói rất là rõ về câu chuyện mà chị đã chứng kiến tận mắt, nghe tận tai đó. Thì sau đây xin mời cô chú anh chị lắng nghe. Cái đài cái bên em á, cái chị đó chỉ nói là mấy cô Phật tử mà đi cái chùa đó thì thầy sao chọn vậy, thì chị thấy chị cũng mắc cỡ rồi. Biết sao không? Mình không phải là người vậy, nhưng mà thầy giảng bây giờ thầy giảng tục quá, chị cảm thấy chị sợ. Thật cả ngày nữa, mấy tháng ngày nữa, 6 tháng ngày thì chị không có đi nữa, tức lắm. Chị đâu lẽ là chị đi thường xuyên trong chùa đó hả? Đúng rồi, chị là tuần nào cũng đi luôn, thường xuyên. Tự vì chị mà có bệnh á, cho nên chị đi là chị đi đến chùa đó vậy nè. Em là trước nhất là chị thích tu niệm Phật và đại Phật, còn giảng pháp thì thầy giảng tục.
giảng lâu lâu thầy chia cho những câu tục tiểu lắm nên chị ít có nghe lắm, người lắm. Phật tử đó ghê lắm, Phật tử ở chùa đó là chị nhìn thấy, chính chị thấy, chị đi chị biết nè. Hôm nay chị nói sẵn là tự nhiều quý vị quá nói nên chị cũng cảm thấy là đó là mình không đủ, phải là mình đủ tự tin để nói anh chị, chứ không phải là mình đúng rồi. Là mình nói xấu người ta, đặt chuyện người ta đúng rồi, không đặt ra mà nói là chị là người trực tiếp đi đến cái chùa đó luôn. Chị đi hàng tuần thứ bảy, chị đi chủ nhật là chị về, cầu mong cho hội Phật giáo xem xét lại để mà thỉnh những người thầy người ta có đạo đức lành làm một vị thầy tu giảng pháp cho chân chính để tuổi trẻ sau này á nó học hỏi theo, còn đưa ổng lên mà những cái cô Phật tử là bỏ chồng không chồng ghê lắm, chiên tội ghê, ngồi ở dàn trước á ngồi dữ lắm, dành chỗ ngồi em ơi nè, ăn cũng vô dành chỗ ngồi rồi quýnh lộn rồi dành chỗ ngồi nghe pháp đụng mắc cỡ đó. Đến cái chùa đó lúc đầu chị đến nó chị rất là tinh tấn, nhưng mà từ từ á, từ hôm mà tháng 10 năm rồi tới giờ là nó ghê lắm, làm như ổng nổi tiếng quá, cái ổng chảnh á, ổng tự lại với mấy cái con mà nó đeo theo ổng á, nó làm cho xáo trộn nội bộ của trong chùa, là người nhà của nó có người tu á, nó kéo nhau nó đi gần 10 người 20 người là một gia đình, thì nó lấy được 10 cái khăn 10 cái máy nó đem về nó bán ra thị trường là bao nhiêu, nó chia lại cho bao nhiêu, ghê lắm. Điên lắm, không có cho ai bán hàng gì hoàng trước đâu, nhưng mà trong nội bộ không, ở trong chùa không à, nó đem máy nè, nó đem chuỗi nè, nó đem cái gì cũng, từ cái quạt á ổng cho nó cũng làm, nó đem vô chùa nó bán được, cái ba lô cũng bán, mà bán ở trong chùa không, Phật tử của ổng á, lính của ổng bán không chậm. Chứ còn không có ai ngoài đời như em với chị mà vô trong trước cổng chùa bán được đâu, còn nó đem vô tới chỗ nó bán luôn, mà bán là coi như bán kính đó, bán kiểu gì làm ấy lắm, ghê lắm. Phải ngăn chặn kịp thời những cái con Phật tử ở trong đó nó sẽ trẻ không à, nhưng mà không phải là chị nó đi đến đó mà chị nói xấu thầy nha. Nhưng mà em biết xong mấy cái con đó là những cái con mà bạn bè của ổng ngày xưa ổng bán nhậu ngoài đời á, bây giờ ổng đi tu á có lợi nhuận nó đeo theo ổng, em hiểu không, sát cánh luôn mà nó quậy lắm, quậy nè. Tự chị không biết quay điện thoại, em biết không, mấy ngày lễ ha, mấy hôm mà chị đi á là hát nhạc ngày mùng 6 Tết tổ chức ở trong chùa, hát nhạc ở ngoài đời, hát nhạc giật không nhảy, mà ổng nói ổng tắm không cho lên YouTube, không có cho hoặc tự lấy điện thoại quay á em, cho nên mấy cái đĩa em không có biết đâu, còn chị đi trực tiếp chị thấy luôn đó. Yeah. Ừ, quay hát nhạc giật không, hát hả vô mấy cái con hả đứng mà nhúng mà nhảy là hãy, nó làm thấy ghê lắm, chị cảm thấy lắc đứt thỉnh trước ngực mu đồ tức thì ghê lắm, chị mình nói thôi mình vẫn tạo lên trên chị sợ. Chị thấy tự nhiên chị bỏ luôn, từ năm Tết giờ là giảm, trời ơi nó đi lên lại Quan Âm ha, vì nó dành chỗ mà quýnh lộn chửi lộn luôn. Mà ở đó ổng kêu gọi những thầy như thầy Nhuận Lăng, Nhuận Đức rồi này, Nhuận Quan nữa, là kêu gọi bà con Phật tử là cúng dường cho thầy, nếu ổng gặp được thầy thì đem vô thùng công đức chứ đừng gặp trần gặp trực tiếp, thầy bận lắm. Bây giờ ổng tránh, với lại kêu những chủ đoàn xe là đang làm gì á, như là làm gì cũng kêu chủ đoàn á, đoàn xe nó lấy tiền xe mình, xong rồi nó còn vận động mình phải đóng góp 50% đồ để cho thầy lo nha, lễ hội hay là lo xe chùa hay lo làm gì mà ta tới chùa ta cúng dường trong tam bảo rồi, còn kêu lo duyên cúng cho đoàn xe để làm kiểu như hùng chung mỗi ngưỡng chung tay phần nữa, em hiểu không? Mà chị hỏi thầy nào Phật nào mà kêu bá tánh vậy, không có Phật nào kêu vậy hết á. Phật là Phật chỉ đường cho mình là học có cái đạo đức làm người, biết thương người, sống với chúng sinh hòa đồng với nhau, kẻ trên người dưới biết thuận thảo để cho xã hội mình được bình yên và gia đình mình được hạnh phúc, em đồng ý chị nói không? Chứ đâu Phật ổng đâu có ra đời mà ổng kêu mình là phải đi đóng góp người này đóng góp người kia. Con người ta biết đến chùa lễ Phật thì người ta có cái lòng tâm từ bi rồi người ta mới đến chùa người ta lễ Phật, em đồng ý không? Nếu mà ổng nói vậy là đến chùa lại ổng chứ đâu phải lại Phật, cái đó chị nói em có đúng như chị nói không? Cho nên mình đến chùa là người ta biết đi chùa là cái tâm của người ta đã từ bi từ đó rồi, người ta mới mở tâm người ta đến chùa. Nhưng mà mình đi mà mình gặp những cái chướng ngại vậy thì em hỏi như giờ mình có tiền mình đến đó, còn những người ta không có tiền chắc không có cơ hội để đến chùa, em đồng ý chị nói không? Không có đâu có được đâu.
Có thôi, giờ chị nói như đó thôi, chị nói ít mà. Nếu em suy ra thì rộng nhiều, nhưng mà rồi, những mọi người nói là thầy những đức có được đúng hết. Dạ. Yeah. Những chuyện không có đạo đức. Nè, em không có cửa mà em đi một mình mà em chào ổng, ổng gật đầu đâu. Em phải ăn mặc lịch sự, phải cúng dường ổng quen mặt, gặp nhiều lần, em hỏi ổng mới chào. Còn nếu rồi, em là một... Rất là dài luôn cô chú anh chị, nhưng mình chỉ đăng tạm đăng là một khúc cho cô chú anh chị nghe như vậy thôi. Nếu mà mình không ăn mặc lịch sự mà nói chuyện với ông thầy Thích Nhân Đức này được á, là chị Phật tử này sẽ đi bằng đầu của mọi người. Đó, những ai mà đã cúng dường quen mặt và cúng dường rất là nhiều tiền thì mới được tiếp cận và nói chuyện với ông thầy Thích Nhân Đức này. Đó, thì mọi người thấy một người mà tu tập như vậy thì cô chú anh chị có đáng để tôn sùng, để tín ngưỡng, để gọi là tôn trọng mà để nghe giảng đạo giảng pháp không cô chú anh chị? Hay là mình có cần tẩy chay và có biện pháp xử lý, gọi là giáo hội phải trục xuất ông này ra khỏi chùa luôn mới hả dạ mình thôi mọi người ạ. Đó, thì qua những cái lời chia sẻ của cái chị Phật tử này và những cái đoạn clip mà của ông thầy Thích Nhân Đức này giảng, và khi gọi là phân biệt người Khmer đó, rồi kêu người Khmer là miếng đen miếng đỏ rồi đó, thì những lời lẽ như vậy thì rất là khó nghe thôi mọi người. Thì cô chú mong cô chú anh chị để lại ý kiến và comment giúp em. Một lần nữa thì em cũng xin tạm dừng video tại đây và hẹn cô chú anh chị vào video sau của em. Bye bye tất cả mọi người, và mọi người đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh để nhận những video mới tiếp theo nha mọi người. Rồi ok, một lần nữa cho em xin chào và hẹn gặp lại.